ngưng tim. Dạ, bị ngưng tim. À. Là bác sĩ báo là bị ngưng tim hả chị? Dạ, bác sĩ báo là bị ngưng tim. Rồi anh mới đụng về cho hay. Là báo về bị ngưng tim mà con là con nghĩ là tưởng đâu là mẹ khỏe là đẩy điện qua đặng chở mẹ về ha, nhưng mà điện con qua thì chở cái xác mẹ về chứ đâu có còn mà mẹ ấy nữa. Đó là bên Tản Nhi anh. Ừ. Đó là bên Tản Nhi là nó thì qua anh đó là nó báo vậy đó, rồi cái nó là tim còn. À, giống như là vô trong lúc đó là nó đang cấp cứu đó. Nó đang cấp cứu đó rồi nó là tim còn. Rồi thành ra mới chuyển qua bên làm thủ tục chuyển qua bên tim mạch. Rồi mới chuyển qua bên tim mạch bạn. Lúc mà báo về cho gia đình mình chắc gia đình mình chắc cũng xôn xao chứ hả? Lộn hết luôn á. Là điện gì về nhà này trước đi ha. Điện cho con hả? Mẹ mất điện cho con trước chị, hả? Chị là sao? Dạ, ba cũng điện cho con gái. Em gái cho mẹ chị mất nha. Không bao giờ con còn thấy mẹ nữa đâu. Bây giờ các con còn nhìn thấy cái hòn đó. 21 là hiêu rồi, rồi. Hết hay gặp mặt mẹ con rồi. Các con bây giờ là nghĩ thấy suốt đời luôn rồi đó. Xin chào Thiên Anh nha. Giờ còn có cái mẹ đoạn. Mà mới đây mẹ có chăn trối gì không? Trước khi mẹ đi sanh. Xin chào Hoàng Sơn Phùng nha. Con mấy khi con... khi mà trước khi mà mẹ đi sanh á, mấy bữa trước có cảm giác được có cái cảm thấy mẹ nói những câu lạ không? Bình thường nha. Chỉ còn nhắc đến ở đây chỉ ngồi chỉ nói chuyện đồ ngang nó sắp đu ngồi nói chuyện được bình thường. Dạ. Rồi em còn hỏi là chị tháng này chị sanh nhưng mà chị thấy khỏe không, trong người chị thấy sao, cái nó thì không có gì là bình thường hà, để kêu Phương nó về rồi nó chở chị đi. Bình thường chứ không có sao chứ ha. Không có gì hết trơn á, chỉ có cái là nó bị phù cái chân đó anh. Có phù cái chân thôi. Sưng chân ha. Dạ. Thì có phù cái chân thôi. Là trước khi đi sanh là cái chân bị phù. Dạ. Mấy kia gì? Chứ ở nhà thì không có nói cái lời gì mà gọi là hết trơn á. Đó nó chưa có tranh chối đó. Chân chó thì sao? Vậy là nói với nhỏ em út đó. Em út qua đây nè, ngồi nè. Sanh ra có chuyện gì á thì em út nó gần gũi hơn em, tại vì em đi làm. Nói đi, lên đây ngồi chia sẻ. Em qua đây nè, em qua đây em nói đi, qua đây đi con. Ngồi đây nè, qua đây nè, qua đây ngồi chị nè. Chia sẻ cho cộng đồng mạng được biết. Em đi làm. Dạ em đi làm suốt rồi bây giờ á là ấy, rồi điều kiện giống như người ta quá em mới nghỉ đây thôi. Bởi vì gần gũi nhất là em út của em nó gần gũi với chị ba nhiều hơn. Vì là con bé nó biết nhiều hơn đó. Dạ. Em út nó gần hơn tại vì nó ở dưới này xuống còn. Sáng là nó mấy mẹ con nó xuống dưới này nè. Gần với bà chị nhiều hơn. Còn em thì mới nghỉ đây mới chưa được, em mới nghỉ đây mới được có hơn 20 ngày gì gần tháng rồi, em nghỉ gần tháng rồi. Thì em cũng mới có tiếp xúc với chị được có 20 ngày đây thôi à. Bởi vì em cũng không có biết nhiều. Tuy là ở gần thì khi mà sáng thì em đi sớm tới tối em mới về. Không có gần gũi nhiều. Gần gũi nhiều thì em út nó gần gũi. Hết rồi, vĩnh viễn mẹ đi. Bây giờ còn lại ba đứa em. Thế đó là cái giống như mẹ để lại của vật quý giá đó. Tuy nhiên trang trốn nó ở cầu Cái Dung, thành phố Long Xuyên, chị đổ cơ cầu Tầm Bót, cầu Tầm Bót, chị Thí Nguyễn ơi. Cô chú anh chị em chia sẻ mạnh ra dùm cho tiếng cô chú anh chị em ơi, đặng giúp đỡ gia đình để nuôi ba đứa bé gái nè. Thì người mẹ mới sanh ba đứa công chúa thì người mẹ đã ra đi nha. Ba đứa bé gái nhất là dễ thương. Nếu ai điện thoại. Alo. Dạ, dạ đúng rồi. Cái đó em đó thì giờ tụi em không có về nhà, tao không có cho tụi em quay nên tụi em không biết.
Gia đình người ta vẫn kiếm, em cũng không liên lạc, người ta vẫn cho chia sẻ. Em muốn viên một tháng một lần dùng cho mọi người.